Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ tuyên bố cho rằng Ukraine đã tái chiếm làng Andriivka, nơi mà Kiev coi là bước đệm để tiến tới thành phố lớn hơn. Trước đó, tư lệnh lực lượng trên bộ của Ukraine đã đăng một đoạn video có nội dung ghi lại việc lực lượng nước này tái chiếm Andriivka. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Moscow đang nắm giữ ít nhất hai ngôi làng quan trọng ở phía nam Bakhmut. Trong thông báo cập nhật hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đối phương không từ bỏ kế hoạch đánh chiếm thành phố Bakhmut ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, cố gắng đẩy quân đội Nga khỏi các trung tâm dân cư Klitschivka và Andriivka nhưng không thành công. Báo cáo cũng cho biết, trong tuần qua, lực lượng Nga đã đẩy lùi 16 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực này, với tổn thất của đối phương là hơn 1.700 người chết và bị thương, cùng với 16 xe tăng. Andriivka cách Bakhmut khoảng 14 km về phía nam, được xem là một trong những chốt chặn quan trọng mà quân đội Ukraine cần kiểm soát, để hiện thực hóa mục tiêu bao vây quân đội Nga đang phòng thủ ở Bakhmut. Tướng Oleksandr Sisky, chỉ huy lực lượng trên bộ của Ukraine, đã đăng một đoạn video lên Telegram và gọi đó là bằng chứng lực lượng Kiev đang kiểm soát hoàn toàn Andriivka. Đoạn video cho thấy binh lính Ukraine đang tiến quân trên vùng đất trống đã bị tàn phá. Một video khác cho thấy xe tải chạy với tốc độ cao trên một con đường vắng vẻ. Oh,